Con muỗi xấu số. Các bạn biết con muỗi nó có cái vòi vòi để đốt hút máu đúng không? Thì mình nhổ một cái đấy thôi mà, nó vẫn còn cánh đấy, mình thả nó đi thôi, nó vẫn bay được, mình vừa thả đi. Đấy, để cho nó biết sau này đừng có đi làm hại người khác, đừng có đi hút máu người khác. Hãy đi làm việc thiện, đó là trồng rau nuôi cá, kiếm ăn để ăn chay tích đức. Không thì cho bây giờ cho muỗi nó đi ăn rau đi, đừng đi ăn máu, đừng đi hút máu nữa. Nào, Triệu Vân đi rừng lên full đam nha mọi người nha. Trận này mình quyết tâm lên full đam mọi người xem. Hay quá, tuyệt vời quá, khổ thân thẳng rừng nó, khổ thân. Nó biến về nó dỗi luôn các bạn, nó không thèm ăn này. À, nó dỗi rồi, nó dỗi không thèm ăn luôn. Phá đi, phá tiếp đi. Phá tiếp đi. Nhanh cùng nó ra, nó ăn lại cái con bùa bây giờ. Bài này cũng bị bản cô quyền. Cô ơi, con một tăng lực Warrior. Tập trung vào nào. Thôi từ từ làm quà Super Lux. Warrior. Con. Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bước bê vào má. Bung reo không hỏi kì à. Thấy người ta đang bận rồi hỏi thì người ta đi chửi cho. Bây giờ nhá, chủ nhà đang nằm ngủ buổi tối, à đâu, đang ngủ buổi trưa. Các bạn sang nhà các bạn, tự nhiên các bạn gọi quận chủ nhà dậy á, đánh cho phá giấc ngủ của người khác. Quá đệ, anh không nói tiếng Hàn Quốc. Xa là hề, là hề, xứ nó bờ hề. Dám ăn trước mặt em chửi ta. Ôi trời chết rồi, nhầm rồi. Sáng hả, nhầm rồi, bổ nhầm rồi. Không giúp được rồi. Đã thở được, ta đang bị lâu vùn rồi. Mình cần nóng một cái chắc dày. Tốc độ di chuyển cao đó bà. Dày hơn mét. Ô, chết rồi, lag rồi. Sao vậy trời. Tự nhiên bị lag lúc này. Ôi trên đây dần xuống tiền đi vào trong giấc mơ. Ôi trời ơi mẹ ơi, lag. Tất cả lag rồi. Đây người ta gọi là nghiệp quật. Bêu mù. Lạc vật đồng có săn, thìn thìn vai có cắn, cây lá thì có cằn, em thì phải có ăn. Chất lực gửi em ngu bình, anh nhìn đến tích cầu kỳ. Lé lên một tí lửa, tí lửa quét cầu kỳ. Thiên đường không đấy, còn muốn cái đoạn đấy mà một bài hát hay. Người ta cũng đúng một bài đấy. Một cái đoạn đấy. Em gì ơi, em có mong cuộc tình đơn giản. Sao, sao, sao. Úi giời ơi, tóc biến. Tóc làm cái gì đâu mà. Đi nơi đâu, đi. Băng trụ luôn. Này thì liềm tử thần nè, con liềm mà. Mày ơi, cứu con. Ôi, cứu. Bực thế nhờ. Sao nó vẫn chém được mình vẫn đấy. Ôi ơi. Đau lòng vậy à. Xin chào Thanh Vy nha. Bây giờ hay các bạn, mình chết với cái khăn hay à. Chết rồi, mẹ tôi. Đi mình đã thọt cái khăn hay.
Ông comment ông ấy vất trụ quá cơ. Các bạn là mình thấy ép quá, mình không thể nhìn ngoảnh mặt làm ngơ như thế được. Giờ mình phải tập trung farm đã. Đấy, đường thì không về, thủ trụ mất, từ cái trụ đường trên rồi ai mà đết được cho. Lại thêm được cái trụ đường giữa nữa, đùa. Thằng Na nó lấy trụ thì mắc nhanh. Làm sao? Chết. Không chết được kìa. Nhanh quá các bạn ạ. Đừng vất trụ linh tinh các bạn. Đừng có vất trụ linh tinh, thằng này đây nó xanh vậy. Chơi nó luôn. Đúng rồi. Chạy đâu? Chạy. Ui giời ơi, ông Isa đi bu như thế thì tôi ăn làm sao được. Hắn lòng phát đây chắc chắn mình cứ nghĩ là mình có mạng rồi. Đưa chân dạo quanh ngay khắp phố. Lại bài này à? Lại được giáp rồi. Bùng dèo đêm mai anh tóc phút sắc mùi ly mình gói. Dạ, đập vào đêm mai anh đi chơi phơi qua. Oh my god. Đứng chơi đêm thức khát lạnh nhẹ nhàng đưa qua tiếng xe đầy tình đã đánh xem như duyên chúng ta tay buông hạ ly mi xuống nhiều dầu người nhìn được, qua đi anh không nổi tiếng Hàn Quốc thì biết nỗi xa đang nghe lời một hơi đi đồng mất phong ngồi lui đôi chân chậm nhanh hết tất góc cách phải nhìn cả lạnh nhờ em trôi tập máu giữa đám đông muốn che người qua nhà anh mai chạy theo sau bóng mây rồi cặp chân chị ăn mạng lạc vào bóng nhạt mẹ tình thương xinh ghê em tự tin chốn nào bổ luôn chiêu cuối trời ơi ghê thôi chơi trò trụ bắn thôi tạm thời thế đã xanh rồi xanh rồi tiếp tục đóng cũng đam nha còn đi đóng cũng đam ta không biết là trận này mình có nên đóng cung đam không. Mất sư bùa xanh rồi, thằng bốn cấp mất bùa rồi. Thằng bốn mất tết này. Rồi tiếp, tiếp anh là về. Ôi giời ơi, tên ơi, bỏ support đi đâu thế này. Nào anh nói giữ trinh phát mất lương ý vã quá rồi em ạ, giữ làm gì nữa đâu, cái tầm này thì kèm thủ gì đâu. Sao Omen không lên cái giảm mối máu nhờ, solo nó luôn, sợ gì. Đập luôn hai thằng, đập nó cho nó hồi máu, cho nó hồi được không. Mày có cắn cây lắm, mày có cắn em thì mày có ăn không chơi nữa. Lêu lêu em nhu mì ôi trời ơi như điện cầu kỳ ré lên một tia lửa. Tì lửa quét cầu kỳ. Thiên cường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao. Anh thì kiên cường mong nàng gắn lên nơi phần gian lao. Em gì ơi em có mong cuộc tình đơn giản. Nói ra điều anh nói họ lại nghĩ là anh đang giỡn. Một phút 30 giây, một phút 30 giây. Bất từ trụ rồi. Đi tìm ngoài khắp nơi bao lâu. Khó chịu thật sự. Khó em quá đi. Thêm vỏ súng hoác cáo là cáo đi. Ê, bờ bờ lưu của mình nè. Em tự tin trốn nào kết sinh qua đi em vậy. Mỗi ngày ngô đó mềm khiến anh như bằng da. Thôi thì đã lỡ rồi mình cho đi luôn em nha. Xin mờ lắc, xin mờ lắc. Lắc rồi, mình lắc và định lắc. Xin mờ lắc, xin mờ lắc. Mình bắt bẻ nói mình chơi ai nhận ra được gì đâu. Mình học bản chơi game đấy. Chưa vẫn đánh lên rất là mạnh. Ô, thằng nào dám đập. Uầy. Sai, ba bạn nằm luôn các bạn ạ. Uống nước cái gì có cay. Trời ơi. Đang kiểu chơi cho chúng đó rồi. Thôi, mình rút lại lời nói, mình không lên full công nữa các bạn ạ. Lên full đam nha mọi người nha. Trận này mình quyết tâm lên full đam cho mọi người xem. Mình phải lên đội thủ đây.
Trời ơi, nhìn nó lấy trụ. À, nó nhìn nó lấy các mục tiêu lớn. Không làm được cái gì cả. Ôm bể lết là khá chắc chúng nó không ăn được mình. Để giảm một máu đi nào. Mít giảm một máu nào Mít ơi. Tìm ra solo tàu. Cứ 4 sao nổi. Đấy là thế chứ. Hay quá. Ôi. Được thế à. Rồi ra xử lý thằng lưỡi bố nào. Dăm ba lưỡi bố gặp mình đắt thẳng luôn. Hồi máu cái đi. Hay đi. Hồi máu này. Từ từ, có lực bật rồi. Có lực bật rồi. Ta thân luôn, ta thân luôn, ta thân luôn. Không cho mình ăn ta thân luôn này. Đây là điểm để này, ta thân này. Ta thân bây giờ mới thắng nổi. Nhanh thì chúng nó chưa ra. Sau đó chúng ta ép thẳng luôn. Ok. Đây sẽ là bước ngoặt của trận đấu. Chúng ta không thể nhân nhượng. Chúng ta càng nhân nhượng chúng nó càng lần tới. Vậy nên chúng ta hãy đứng lên và chiến đấu. Xích nó lại. Ôi sao không xích rồi. Xích xa thế. Đừng có tiếc làm gì, gặp nó là kích quạt luôn chiêu cuối. Đập không trượt phát nào. Ở đây solo cái coi. Hai bé á. Từ từ chơi kiểu xúc là ngao vàng có mạng. Thôi tập biến mất rồi. Thôi chết xứ mất rồi, đem thế. Xalibu. Xalibu đâu. Em tới đây. Nó chết hết với mình rồi. Mình tới đây. Có đồ thủ rồi. Biết là còn đến tháo luôn không nhỉ? Thật sự Alice là cái chùm tướng khó chịu cực các bạn à. Alice là cái chùm cái con tướng thủ nhà khó chịu ra man. Tầm này ấy, giày nó phải là giày kiên cường chứ không phải giày Hermes nó cái cuối game rồi. Đi lẻ nhá. Kìa, đừng có đánh nhau. Thằng này có đốt đằng đây. Rồi xong, hãy định bắt à. Mất mạng à? What the heck? Lúc combat mất mạng này. Ồ, lao vào giá man. Thằng Na lại chơi đẩy lén. Thật sự luôn ấy. Đẩy lén này. Ôi, bây giờ phải tàn thần thôi. Tại vì Alice cặp đôi Alice với Severa nó à, cái con gì nhỉ? Celica nó ở nhà nó thủ. Mình tàn thần từ ăn tàn thần luôn.
Đánh đi, vào đánh đi. Tại dù có ngu ngốc, đổ lại mình em mà đối với nhau là tất cả. Còn ngắn thì đây thế này. Thế giới tương tay một nào vẫn thấy cô đơn. Còn ai ta thì khá, chỉ nhìn thấy tim đã lâu. Càng, càng, càng. Violet bắt thầm đối như thốn thế cơ à? Thốn vậy cả. Bây giờ mình chỉ cần một thằng mở combat thôi. Thêm vào mở combat thẳng luôn. Một mất một còn luôn. Thằng này phun đồ ngán gì đâu. Team mình lên mà. Đó, nhưng mà mở combat mở trong trụ. Vào ôm tanh trụ chứ mình không ôm được. Ui mẹ ơi, bắn tên này thì sống làm sao nổi. Mệt quá đi. Mệt các bạn ạ. Chia nhau ra bắt này à. Bắt này à. Bắt được anh bắt. Rồi nó được một em. Nghe đây nó nè. Nghe đây nó nè. Cắt xuống nó nè. Cần hai luôn. Cần đôi luôn. Tầm này thì ngán gì đâu, còn ra một bệnh nữa. Này thì sát hộ bệnh này. Rồi, đẩy luôn cái đường này anh em, đẩy luôn đường này. Mình ở nhà mình thủ. Đẩy luôn đường kia, lính lên rồi. Na làm gì đâu, thằng Na tầm này. Cho nó chạy. Chạy. Ồ, vẫn không ép được kìa. Mình bảo team có người ép luôn đường này mà team không ép luôn. AD về đêm gì? Trời ơi, cái lúc cần AD đẩy đi về. Nhà là tôi có tôi thủ rồi. Không hiểu, khó hiểu thật sự. Nhà thì có mình thủ rồi. Sao bây giờ lên đứng đêm gì không giúp tà thần luôn. Mất quá khổ. Khổ sở thật các bạn ạ. Thì Na tầm này nó có bát ăn được ai đâu. Nó chỉ đẩy lẻ dữ rồi. Tầm này nó có bát nó chả ăn được ai cả. Lết rồi, tầm lết game rồi thì. Nào bảo vệ cái đàn lính này nè. Na vào phá lính một phát là ăn được tôi xích vào ngay. Một cân ba luôn tầm này ấy. Trụ không không ngán trụ nha. Không không ngán trụ nha. Không ngán không ngán trụ đi. Cái tầm cục xúc như thế này ấy một mình chấp bét trong trụ luôn. Win được các bạn ạ. Bực mình quá. Win rồi. Sướng quá.